Hello, xin chào tất cả các kênh. Hello cô giáo. Thấy chị thấy Dương Công nha. Đầu tiên thì sorry tất cả các kênh nha, do có một chút sự cố về giao thông cho nên gà vàng tới hơi muộn một tí. Và hôm nay thì chúng ta sẽ bù lại đó, thì gà vàng sẽ có một chương trình nhỏ nhỏ dành cho tất cả các kênh tại hai server mà gà vàng sẽ tham gia thi đấu ngày hôm nay. Tiên tiên, thay vì là phần quà chỉ đơn giản là những chiếc code thì hôm nay thì chúng ta sẽ có một phần quà dành cho toàn bộ những bạn gamer trong một server luôn. Các bạn nào hóng không? Có gamer nào đang hóng chưa? Hello, chào Khoa Gaming, chào Huy Channel nha. Chào Hoàng Vũ. Có chứ, thì vẫn có thì vẫn như thường lệ thôi. Đối với các gamer mà muốn nhận được code từ những buổi livestream, các bạn hãy thả tim và chia sẻ công khai. Bước 2, hãy comment địa chỉ email của mình ngay bên dưới để mà gà vàng có thể gửi được code nha. Hello, chào Vũ Xuân Hải. Rồi. Các gamer đã có đọc thông báo trên fanpage chưa? Hôm nay gà vàng sẽ thi đấu tại hai server. Đối các gamer là server nào nè? Có ai biết hôm nay gà vàng sẽ tham gia thi đấu tại server nào không? Chào Nguyễn Ken. Có ai biết hôm nay gà vàng sẽ tham gia thi đấu tại server nào không? Bư hả? Ồ, hôm nay cái mặt nó hơi bư nhỉ. Hôm nay có chứ, hôm nay là một buổi giao lưu thi đấu thách đấu gà vàng mà. Thấy các bạn đã đúng rồi nè, bạn Phạm Thọ. Server 297 và server 298 đó là server gà son và gà phấn. Đặc biệt nhất của buổi livestream ngày hôm nay thì sẽ có một event hấp dẫn, cụ thể là mỗi lần gà vàng livestream á thì các server live sẽ nhận được quà từ event này. Đặc biệt lưu ý là toàn bộ tất cả các gamer trong server mà gà vàng thách đấu, đặc biệt cụ thể ngày hôm nay là đó là server gà son và gà phấn. Winner tham gia bằng cách tặng hoa cho gà vàng. Số hoa càng cao thì phần thưởng càng nhiều. Ứng với các mốc điểm thơm của gà vàng là 250 nè, 500 và 750 sẽ có những gói quà khác nhau. Sau khi live kết thúc sẽ được tổng kết và thông báo trên fanpage. Ngày hôm sau server đó sẽ nhận được phần thưởng. Các gamer của server gà phấn với lại gà son nhớ nắm rõ lưu ý nha. Các gamer phải tìm ra được gà vàng tại server của mình. Sau đó tặng hoa cho gà vàng. Và khi mà cái mốc hoa mà đạt được 250, 500, 750 thì mốc càng nhiều phần thưởng quà sẽ càng lớn. Có gamer nào của server gà thơm và gà son hiện tại đang coi livestream không? Hôm nay thì gà vàng sẽ thách đấu tại server gà son và server gà phấn. Nghe tên là đã thấy bánh bèo rồi. Để vào gà vàng sẽ vào server gà son trước nha. Ok, gà vàng nhắc lại một lần nữa cái thể lệ của ngày hôm nay để mà tất cả các gamer có thể các gamer tại server gà son và gà phấn sẽ toàn bộ đều sẽ nhận được một cuộc thưởng rất là hấp dẫn. Đó chính là sau mỗi lần livestream thì các gamer hãy tìm ra gà vàng tại server gà son hoặc là gà phấn nè. Những gamer các server khác cũng có thể tạo tài khoản tại server này để cùng tham gia. Và ứng với cái mốc điểm thơm của gà vàng là 250, 500 và 750 thì sẽ có những gói quà khác nhau.
Sau khi kết thúc livestream thì gà vàng sẽ tổng kết lại và trao giải vào ngày hôm sau. Nếu như mà đạt đủ mốc thưởng thì qua ngày hôm sau toàn bộ server sẽ nhận được một event. À, cái này thì hiện tại chỉ áp dụng bắt đầu từ hôm nay và những server mà gà vàng thách đấu thôi nha. Còn những các winner tại những server khác, nếu như mà muốn gà vàng có thể tham gia thách đấu tại server mấy bạn thì hãy comment cho gà vàng thấy nha. Chưa, gà vàng chưa có thách đấu tại server gà trưa đâu. Đây, đây là tên nhân vật của gà vàng tại server gà son. Chị có cho quà khủng không? Quà là gì thì ngày mai sẽ bật fanpage sẽ bật mí nha. Gà cúc kẹp server 300, server 295. Các anh ơi cứ comment thoải mái luôn nha. Ok, bây giờ thì gà về sẽ bắt đầu trận đấu đầu tiên tại server gà son. Ui. Để gà vàng đi một bán tự do trước đã. Nhắc lại thể lệ một lần nữa nha. Các gamer đã nắm được cái thể lệ mới của sự kiện hấp dẫn ngày hôm nay chưa? Trời. Tôi mới Từ từ bấm gián mới khởi động phát đã. Ôi trời, sao quá vậy trời? Còn những gamer nào hiện tại đang ở trên fanpage mà muốn tham gia nhận được code hoặc là trên kênh channel YouTube thì các gamer hãy comment địa chỉ email kèm theo đó là thả tim và chia sẻ công khai để mà nhận code nha. Để tôi lo nói cái tôi bị bắn tanh bành luôn. Chết rồi, mất đất rồi. Yeah. Ôi, tài khoản này mạnh thế. Sao mà tham gia lại không được vậy? Bạn thấy á hả, là bất kỳ kết thúc buổi livestream này thì các kênh cũng nhận được quà rất là nhiều luôn ý. Ok, bây giờ sẽ là trận thách đấu đầu tiên tại server gà son nha. Giờ muốn thách đấu. Vào server gà son kiếm gà vàng. Fanpage có thông báo server vào ngày hôm qua mà. Ôi, từ từ nha, bị đơn rồi. Để gà vàng vô lại. Hai bảy bốn đi gà, comment đi server nào thường các bạn thấy á, lúc mà cái buổi live hôm trước á, mấy bạn comment server càng nhiều thì cái tỷ lệ tuần sau các bạn tham gia ở server đó càng cao luôn ý. Xem nào. Ừ, hồi nãy gà vàng vô nó bị đơ một tí. Đây rồi, gà vàng hiện tại đang ở 605 nha. Gunner nào của server gà son server 297 nhanh chóng vào server phòng 605 để mà tặng hoa cho gà vàng nha. Tại vì khi mà hoa của gà vàng đạt mốc 250 nè, 500 nè, 750 thì tất cả các gunner trong server gà son đều sẽ nhận được phần thưởng. Ui. Các gamer đã nắm được cái thể lệ server gà hấp dẫn đây chưa? Livestream rồi nha.
Gà Vàng nhắc lại một lần nữa nha. Và mỗi lần mà Gà Vàng livestream thì tất cả các kênh của Seven Live đều sẽ nhận được phần thưởng cụ thể như sau. Các kênh tham gia bằng cách tặng hoa cho Gà Vàng, số hoa càng cao phần thưởng sẽ càng nhiều. Ứng với các mốc điểm hoa của Gà Vàng là 250, 500, 750 sẽ có các những gói quà khác nhau. Sau khi kết thúc livestream sẽ tổng kết và trao vào ngày hôm sau. Và 100% tất cả các kênh khi mà tham gia vào cái event này của Seven Live đều sẽ nhận được thưởng. Các kênh tại server nhà sau nha. Còn đối với những kênh mà hiện tại đang xem livestream thì các kênh hãy tham gia nhận code bằng cách là comment địa chỉ email của mình ngay bên dưới, kèm theo sau đó là thả tim và chia sẻ công khai để mà nhận được code nha. Đúng rồi, đi ra anh đào thưởng cho tất cả thưởng cho cả server livestream, có nghĩa là đây là event của server Gà Son và Gà Phấn ngày hôm nay. Hello, Đỗ Thanh Trúc nha. Sao vậy, không có chế độ công khai, chỉ có chế độ bạn bè. À rồi tên không ơi, em không có chế độ công khai bởi vì Facebook giới hạn là nếu như mà em chưa đủ 18 tuổi thì em không thể nào chia sẻ công khai được. Wow, chút nhìn một cái chút biết luôn hen. Ok, hiện tại thì Gà đang gặp một chút xíu lỗi trục trặc kỹ thuật về màn hình, thì các kênh chờ Gà Vàng một chút xíu nha. Trong lúc thời gian chờ đợi thì Gà Vàng sẽ có một cái code khủng dành cho tất cả các kênh. Có ai không tham gia không? Gà Vàng mới phát hiện ra một cái trò chơi vui lắm, chơi đổi xí ngầu. Gà Vàng bao nhiêu tuổi? Mới gần đây nhất thì Gà Vàng thấy là kênh Nemobi mới tổ chức là Gà Vàng tròn 3 tuổi. Cảm ơn bé Trúc nha. Sao chu đấu vậy Gà? Chờ một chút xíu, cái iPad Gà Vàng đang gặp vấn đề một tí nè. Rồi, bây giờ mình sẽ chơi mini game một chút xíu ha. Trong thời gian chờ đợi thì các anh có thấy cái cục xí ngầu nè, các thấy cục xí ngầu đang trên tay của Gà Vàng không? Khoảng 15 phút một lần Gà Vàng sẽ quay một con số. Mà các anh thì biết đó là trong đây thì nó chỉ có tổng cộng là từ 1 cho tới 6 mà thôi. Cục xí ngầu thì chỉ có 1 cho tới 6. Cho nên là các anh sẽ comment từ số 111 cho tới 666 dự đoán chính xác ba con số mà Gà Vàng sẽ quay số ra. Thì các kênh không giới hạn số lượt comment. Nếu như mà bạn muốn tham gia nhận thưởng một cái code khủng trị giá 3 triệu đồng từ Gà Vàng thì hãy dự đoán chính xác nha, con số từ 111 cho đến 666. Lưu ý là 3 số chứ không phải là một số nha mon. 111 cho đến 666. Các kênh thoải mái comment để dự đoán xem con 3 con số Gà Vàng quay ra sẽ là con số bao nhiêu. Lưu ý là từ chính xác là từ 111 cho tới 666 nha. Tại vì trên cái này quay thì có 6 số mà thôi. Và các kênh lưu ý khi mà chúng ta đổ xí ngầu quá thì cũng chỉ có số từ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cho nên là nếu như mà các kênh dự đoán mà có số 7, 8, 9 hay là 0 gì đó là sai, là sẽ không bao giờ ra đâu. Cho nên là hãy cố gắng comment thiệt là nhiều, dự đoán xem sắp xếp tất cả số thứ tự con số như thế nào là tốt nhất để Gà Vàng sẽ quay công khai trên này luôn, cho nên là sẽ không có vấn đề ăn gian nha. Không giới hạn số lượt comment nha quý vị. Bây giờ thì Gà Vàng sẽ quay con số đầu tiên cho hàng đơn vị nha. Con số cuối cùng của hàng đơn vị nha. Từ từ. Đang quay nha.
quay con số hàng cuối cùng của hàng con số cuối cùng của hàng đơn vị. Bạn ngân nào mà muốn nhận được cốt khủng trị giá 3 triệu đồng thì đây sẽ là một cơ hội rất là tốt cho các bạn luôn á nha. Thì event hôm nay là siêu siêu dễ luôn á. Đây các bạn sẽ ghi vô đây nha. Sao? Ủa, chết màn hình tắt. Đang quay, vẫn đang quay. Ok, bây giờ thì ngày này sẽ công bố con số hàng đơn vị đầu tiên nha. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Con số đầu tiên của hàng đơn vị là số 5 nha. Đây số 5 nha, ngày này kết thúc quay là con số 5. Đây chúng ta đã có con số đầu tiên của hàng đơn vị rồi. Hai con số còn lại sẽ là bao nhiêu bây giờ quay nè. Các bạn bấm để cho nó quay nha. Tí nữa các bạn sẽ quay trở lại và công bố con số đó. Trong thời gian đó thì các kênh hãy thoải mái comment nha. Chúng ta đã có con số cuối cùng là con số 5 rồi đó. Còn bây giờ thì các bạn sẽ trở lại với server giải đấu tại Gà Son. Quay từ từ, con số cuối cùng là con số 5 rồi nha. Gà vàng hiện tại đang ở server Gà Son. Và các gunner ơi đừng quên đang có sự kiện rất là hấp dẫn đó nha. Những gunner tại server Gà Son phải tìm quay được gà vàng và tặng hoa. Và khi các mốc hoa, các mốc thơm đạt các mốc là 250, 500 và 750 thì toàn bộ server Gà Son đều sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng luôn nha. Xem nào. Chà, có vẻ như trận đấu này thì mình đã phải cân tim rồi nhỉ. Không xem đi. Ô sao không hướng xem vậy nè. Con số cuối cùng là con số 5 nha quý vị. Trời ơi, Vương Vương phải sẵn sàng nhanh chứ. Các anh em chào xin nha, các bạn hiện tại đang ở phòng 872 của server Gà Son nha. Đây rồi. Ui trời, không lẽ giờ 2 bắn 1 không được đâu. Chờ thêm một bạn nữa, để các bạn mời. Các gunner khi mà tham gia thách đấu gà vàng thì phải từ level 20 trở lên. Các gunner lưu ý giúp gà vàng điều này nha. Đắng sang nè. Ok, bắt đầu trận đấu đầu tiên tại server Gà Son và vô ngay cái map du lịch Brazil, thật chết rồi. Nhắc lại một lần nữa, con số của chúng ta đang có số, con số cuối cùng là con số 5. Trời ơi, trận này cân tim rồi. Có không? Yeah! Pha đầu tiên rất là chính xác. Tên tiếp theo là của T-Game. Wow, một pha dò đường không chính xác rồi.
Bạn chùa sẽ làm gì trong phần huống ở đây? Quyết định băng. Ôi sao lại băng cái người kìa, bạn đang băng thế? Vậy thì phải băng xuống dưới rồi. Mạnh hơn một chút xíu, mạnh hơn một chút xíu. Về. Ồ, trời biết vậy bút phun đen luôn. Trời ơi biết vậy tôi bút phun đen cho rồi. Ủa bây tình hình nó mất tiêu rồi. Trời ơi ông này ổng bay qua ổng đào nữa chứ. Rồi ông này đang ở đâu? Bimbo. À trời ơi. One hit. Ha ha. Ôi bò vô đây thì bị vướng gốc rồi nè. Ôi hụt chút xíu rồi. Hồi nãy trúng là được rồi. Con số cuối cùng là con số 5 nha. Vẫn đang quay số tiếp tục này. Chà, Game TV sẽ làm gì trong tình huống này đây? Có vẻ như là đã bị dồn thẳng xuống dưới rồi. Quyết định bay lên luôn. Không biết bay có trúng không nữa. Sạc. Bay góc. Hồi nãy chắc ok nhỉ. Ui thôi chết rồi. À hơn quá đen. Tưởng đào là đào một phát là chắc đi luôn ấy. Yes. Và để giành trận thắng đầu tiên. He he. Nãy giờ không biết là các kênh tại server Gà Son nó tặng hoa chưa ta. Ui bây giờ không chịu ra xem được với tức ấy chứ. Wow. Ui gặp bạn top 1 hôm nay. Chết rồi chết rồi chết rồi. Đối đầu với top 1 xem vui. Đang phải cân bạn sói tại top 1 server Gà Son. Chết rồi. Chị đều có ngày gặp ma rồi Vái Thánh ơi. Sẵn sàng nào. Có vẻ đây là một cái trận đấu khá là gay go của Gà Vàng đây. Gà Vàng hiện tại đang ở server Gà Son nha. Gà Son. Ôi còn một bạn nữa để Gà Vàng mời luôn. Ok đầy đủ rồi. Dạ, trận này có vẻ sẽ rất là căng thẳng đây. Các anh ơi dự đoán đội đã chiến thắng đây. Gà Vàng đang phải cân top 1 để server lắm ấy. À rồi nằm chung. Chết rồi tên đầu tiên là. Tên đầu tiên chắc mình đi luôn rồi quá. Ê. Trời ơi chúng có một cái thôi mà bay hết nửa cây máu rồi. Hả? Trời ơi, full đêm như vậy mà chỉ mất có một chút xíu thôi. Tôi đã thấy kết quả trong cái trận đấu này rồi đấy. Tôi nhìn sơ hơn là tôi đã thấy cái kết quả trong cái trận đấu này rồi đó. Thấy là không có ngon lành gì rồi các thánh ạ. À.
Ok, ổn nha. Thấy cái kèo này là không có ngon rồi. Mà đã về đứng từ xa không có một cái góc bắn nữa chứ. Ở đây không có cái góc 65 để mà bao của pháo. Xác định rồi. Xác định tôi rồi. Wow. Đêm này khủng quá, không chơi lại rồi. Thì cái kết quả thua nó trình hình rồi kìa. Ok, thì 1-1 thôi. Gì gì cũng thắng một trận rồi mà. Các gamer server gà xong lưu ý nha, phải tìm ra cho được gà vàng và sau đó tặng hoa. Sau khi kết thúc buổi livestream, hoa phải đạt ở mốc là 250, 500 và 600 thì 500 và 750 thì toàn bộ tất cả kênh của server gà son đều sẽ nhận được phần thưởng. Rồi, cái ông này ông chơi rồi ông đi theo ông bắt nạt hoài luôn ấy. Top 1 ông chơi một lần rồi này. Ông top 1 ông đi theo ông săn mình hay sao ấy. Ok. Nốt trận này thì gà vàng sẽ bắt đầu qua tiếp các kênh gặp các kênh tại server gà gà phóng nha. Cũng nghi lắm Black ơi. Tên là Black. Mỗi một bạn thì chỉ được tham gia một lần thách đấu mà thôi. Tại vì cho dù bạn có tham gia lần hai thì kết quả cũng sẽ không được ghi nhận á. Rất là uổng. Cái giọng cười nó nghe 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 nó đã có vấn đề rồi mà còn bị khan tiếng đó, nghe nó rất là mắc cười. À, gà này nhắc lại một lần nữa nha, con số may mắn của chúng ta vẫn đang quay và gà bạn đã quay ra con số cuối cùng là con số 5 rồi. Các kênh ơi, hãy dự đoán hai con số này nữa nha, số hàng chục và hàng trăm. Tranh thủ dự đoán đi nha. Và lưu ý là phải chia sẻ công khai thì mới được tính là hợp lệ nha. Bây giờ gà vàng sẽ bơi qua server gà phấn đây. Ở bên server gà phấn thì thể lệ sự kiện hấp dẫn cũng y như vậy luôn nha. Đó chính là các kênh tại server gà phấn phải tìm ra được gà vàng và sau đó tặng hoa. Thì các bó hoa đạt được là 250, 500 và 750 thì toàn bộ server của gà phấn, các kênh server gà phấn ngày mai sẽ có một sự kiện để mà nhận thưởng đúng theo các mốc nha. Không giới hạn comment. Không giới hạn comment các cái quay số nha. Channel Black ơi, bạn là khi mà khúc cuối á, ra được con số trúng thưởng á, thì fanpage sẽ tổng kết lại và trao thưởng, công bố trao thưởng nha. Gà vàng đi tự do một trận trước cái đã nha. Đi tự do khởi động đó. Trời ơi, tạo cho cái tài khoản mà đóng boxing nhìn cũng mạnh mẽ ghê chứ nhở. Qua gà phấn đi, top 2 gà phấn đợi. Trời ơi, bính chuột. Dễ sợ. Sao hôm nay toàn top săn gà vàng không về nhở. Hôm nay toàn bị top săn không luôn ấy.
được cái vũ khí gà vàng mới bắn ra là vũ khí gì không? Đúng rồi, phát ốp qua email nha. Ok, bắt đầu trận khiêu chiến đầu tiên. Gà vàng hiện tại đang ở server 142 của server của gà phấn nha. Ôi lại đơ rồi. Các con đang chờ gà vàng chút nha, để gà vàng vô lại nhé. Sorry sorry, chờ một chút xíu, chờ một chút xíu. Đang vô lại, đang vô lại. Sao có ai đoán được cái vũ khí gà vàng đang sử dụng không? Hôm nay đã có khuyến mại 50% xu đó nha các thánh, tranh thủ đi nha. Ok. Bây giờ thì trong thời gian chờ đợi một chút xíu thì gà vàng sẽ tiếp tục quay số ngẫu nhiên cho các kênh nha. Bây giờ mà con số này mà lộ ra một cái thì chắc là sẽ dễ dàng hơn cho tất cả các kênh cho tất cả các kênh luôn á, tại vì mình chỉ còn 6 con số mà thôi. Đây nè, đang quay nha. Nhanh chóng comment nha, bây giờ gà vàng sẽ công bố con số hàng chục nhé. Đây. Đang chuẩn bị công bố con số hàng chục nha. Cầm cũng mỏi tay lắm nha quý vị. Quý vị tranh thủ comment đi để tôi buông xuống nha. Và con số ở hàng chục là con số 6 nha. Ê trời ơi, vậy là con số cuối dễ đoán dễ sợ luôn ấy. Xong, chúng ta đã có con số là 6 với số 5. Tí nữa thì gà vàng sẽ tiếp tục quay. Bây giờ cho nó quay tiếp nha. Tí nữa vào cuối trận đấu thì gà vàng sẽ công bố chính xác con số may mắn của ngày hôm nay là bao nhiêu. Còn bây giờ thì mình đến với giải đấu tại server gà phấn nhé. Sao cô cảm thấy lạc lõng dưới đời quá vậy? Sao ai cũng cộng 12, cộng 15 mà sao nhìn tôi như cái con mém mà vậy? À từ từ chờ gà vàng chút nha. Bình tĩnh, hãy thật bình tĩnh. Còn vũ khí nào không vậy? Trời. Sao cho có cộng 8 vậy? Rồi sao còn chơi mấy má? Ok, ổn nha. Có một chút sự thiên vị cho server gà phấn, vũ khí gà vàng chỉ có cộng 8 mà thôi. Gà vàng hiện tại đang ở phòng 132. 132 nha. Thiếu một người rồi. Bạn cấp 2 hồi nãy đâu rồi ta? Tại các bạn mà đã bị lỗi ấy, cho nên là cứ bị ao ra ngoài hoài luôn ấy. Ok, sẽ bắt đầu trận đấu đầu tiên nha. Thấy là đã ăn hành rồi đấy. Thấy là không biết bắn làm sao rồi đấy. Hơi bị căng. Ăn một đêm mày chắc lên đường chắc khỏi bắn luôn rồi. Đấy. Đấy tôi biết mà. Không được bắn luôn ấy. Trời ơi, hận dễ sợ. Đồng đội còn được bắn được một phát. Mà có vẻ như mới vào thì cũng thấy được cái kết quả trận đấu nó như thế nào rồi. Buồn quá đi.
phun đen mà không nhích được một chút xíu máu của ông top 2 nữa. Trận này mà win được thì xin ạ các bạn. Có nha, Nguyễn Bế Linh, phải để lại địa chỉ email nha. Wow, vô sức mạnh vào và lên được. Đúng nghĩa sắp mặt luôn ý. Dễ sợ quá. Mới qua đã bị Winter tại server gà phấn dằn mặt rồi. Thôi thì cứ bắn xong thì cũng nhớ tặng hoa cho nhau để mà nhận thưởng nhé. Đây, ở đây có tặng hoa này, tặng cho hoa đó. Không, đã tặng một hòm thơm cộng 1. Nhớ nha, nhớ tặng hoa cho gà vàng để mà các kinner có thể nhận được phần thưởng nha. Tại vì cái này là tất cả các kinner tại server gà phấn và gà son đều sẽ nhận được phần thưởng khi mà cái mốc thơm của gà vàng đạt 250, 500 và 750. 750 bị thiếu á. Ok, trận đấu tiếp theo. Có vẻ như là tôi đang bị cái nhóm này xăng hay sao ấy. Wow, các gunner đang dựa đến con số may mắn khí thế luôn hen. Sao không cho Bin chơi? Bin chơi thì Bin vô đây nè. Gà vàng đang ở phòng 171 nha. Thấy Nguyên ngôi, cái này hiện tại chỉ đang áp dụng cho server nào mà gà vàng sẽ tham gia livestream thi đấu. Và những tuần sau, vào mỗi tuần gà vàng đều sẽ ghé hai server. Cho nên là nếu như mà các bạn muốn gà vàng ghé tại server của mấy bạn đó, thì hãy comment cái tên server của mọi người để gà vàng có thể thấy nha. Trời đất ơi, top 7. Mà tôi một cân bồ làm sao mà tôi cân. Gà vàng thấy là có một số bạn comment số may mắn sai rồi đó. Tại vì hai con số cuối là số 6, 5. Bây giờ chỉ đoán số hàng trăm thôi. Được dự đoán N lần luôn nha. Muốn comment bao nhiêu lần thì comment nha. Trời ơi, tôi gặp ông top 7 thì tôi bán kiểu gì đây trời. Chết rồi, tôi định bay lên cái đầu con sư tử mà. Đào, đào xuống. Chết rồi, hơi mạnh quá. Chết rồi, mạnh quá. Nhẹ một tí là được rồi. Dạ tôi rồi. Không, đừng rít. Yeah. Vô. Chết. Rồi thôi, cú này là chơi ngu rồi quý vị à. Chơi ngu rồi. Trời ơi, mạnh quá. À, trời. Có tưởng là Phượng Thắng nắm chắc trong tay luôn rồi đấy. Ôi ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Trời, không tin được luôn á. Không tin được luôn á trời. Vậy mà cũng bắn hụt được nữa hả? Lại một trận nữa. Tức quá đi. Này, hả sang. Thù này quyết trả. Bị khớp quá trời. Bị khớp quá. Lại nha, lại một trận đấu. Lại. Từ từ, không sao. Quyết không bỏ cuộc.
chút xíu không mà trời. Có code là nhẫn kim cương cộng 7 không hả? Người ta nghĩ cái code đó là không có đâu. Cái code đó bất khả thi lắm. Cái gì mà xuyên giáp tấn công? Hà thôi quá, hụt rồi. Ăn cú đó là ăn cho hết luôn á. Thôi nào, mặc cái bộ đồ nhìn nam tính thế thôi chứ cũng nữ tính lắm mà. Đây, gà vàng là cái nhân vật ở bên góc trái, nằm trong cùng màn hình mặc cái bộ đồ kickboxing đó. Dễ sợ thiệt chứ. Sao đơ rồi? Đơ rồi, ui chết rồi, ở đây có góc bông ta. Nhà bạn kiếm cái góc để vô mà cũng không có nữa. Khổ ghê. Không có cái góc để mà bow wall á, tại vì cái quang pháo đặc thù của nó, cái bow nó là ba tia, mà nếu như mà mình ở xa quá thì bắt buộc là mình phải sử dụng góc đào, mà giờ bà quang pháo thì cái góc thấp. Người vàng phải sống sao trong tình huống này, xin nhờ quyền trợ giúp, cái kênh có thể trợ giúp người vàng trong 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 cái vấn đề này không? Ok, bò góc xong người luôn. Này thì chết rồi, vẫn chưa, ông vẫn chưa lên mộ thì gà vàng lại tiếp tục có nguy cơ lên mộ rồi. Tôi có nguy cơ lên mộ rồi các thánh ạ. À, gà vàng không có nhận dạy kèm tại nhà đâu nha Kevin Tiến, gà vàng nhận dạy kèm tại fanpage ấy. Rồi xong luôn. Thôi, bạo kích luôn mới chịu chứ. Thôi, cú này đi săn là không thành công rồi. Quả này đi săn là không thành công rồi. Ui, cái gần này đều đã tham gia rồi mà. Mấy bạn này đã tham gia hết rồi, cứ tham gia lại thôi. Gà vàng nhắc lại một lần nữa nha, các kênh tại sao gà phấn, hãy tìm ra gà vàng và nhắc vào chữ tặng hoa. Khi mà móc hoa đạt vào móc 250, 500 và 700 thì toàn bộ server livestream ngày hôm nay sẽ nhận được phần thưởng. Lưu ý nha. Và bây giờ thì có ai không, gà vàng sẽ công bố con số may mắn cuối cùng chưa? Bà quân một ván tôi xem nè. Ông cho tôi ngưng gặp top một ván xem nào, bỏ chiến. Cầm cái vũ khí chỉ có cộng 8 mà thôi, đi gặp toàn top thì làm sao mà mình cho nổi đây. Khổ quá cơ. Ok, bây giờ nhà bạn sẽ công bố con số cuối cùng giải may mắn ngày hôm nay. Hồi nãy là mình có đã có số 6 với số 5 rồi đúng không? Đây nè. Hồi nãy là có số 6 với số 5 rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu quay con số hàng trăm. Các kênh ơi tranh thủ comment đi nha. Đây là bạn đang quay con số hàng trăm nha. Đây, vậy cho dễ nhìn. Các bạn đang quay con số hàng trăm nha. Không bỏ tay quá quý vị. Comment thoải mái nha. Bây giờ là mình đã có con số 6 với số 5 rồi. Mà con số cuối cùng này á, nó chỉ bây giờ nó chỉ là từ 1 tới 6 mà thôi. Quan trọng là bạn nào đã dự đoán chính xác được ngay từ đầu ấy. Không có, như không có gửi có qua SMS được nha Hoàng Thiên. Chỉ như qua gửi có qua mail mà thôi. Đây nha. Ôi, tắt màn hình luôn rồi. Đây, 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 đang quay. Ok, bây giờ sẽ là con số may mắn của ngày hôm nay là số
5. Rồi, đã có kết quả rồi nha. Con số trúng thưởng nè, nè con số các bạn mới quay nha, số 5 thấy rõ ràng nha. Và con số trúng thưởng ngày hôm nay là 565. Đây nha. Bạn winner nào đã comment dự đoán chính xác con số 565 này, fanpage sẽ tìm ra và trao một cái code trị giá 3 triệu đồng cho mấy bạn nha. Có ai trúng không? Có ai đã comment chính xác 565 chưa? Tí nữa thì để fanpage sẽ kiếm ra bạn nào comment con số 565 này nhanh nhất và thực hiện đầy đủ thể lệ của fanpage, đó chính là thả tim và chia sẻ công khai, cũng như là bên kênh YouTube phải subscribe kênh YouTube của Gunny Mobi. Lưu ý nha, phải subscribe kênh YouTube của Gunny Mobi thì mới được tính là trúng giải. Còn bây giờ thì ngày bạn sẽ hẹn các kênh nơ vào đợt livestream kỳ sau, và rất mong ngày mai khi mà lên tên fanpage thì sẽ thấy là kênh nơ của server Gà Son và Gà Phấn sẽ nhận được rất là nhiều phần quà hấp dẫn từ sự kiện mới ngày hôm nay nha. Bye bye.